Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức 7 chương trình hỗ trợ nghiên cứu phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ bị mai một tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An. Đó là lễ mừng cơm mới của dân tộc Tài tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, nghệ thuật khen bè của dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, múa chuông và múa rùa của dân tộc Giao ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, múa chống đu của dân tộc Mường tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, lễ quét làng của dân tộc Phù Lá, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, nghề đan phóng gai dân tộc Thổ, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, dân ca dân vũ dân nhạc của dân tộc Ơ Đu, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Nội dung triển khai bao gồm khảo sát, điều tra thống kê, thu thập thông tin các loại hình văn hóa phi vật thể, đề xuất giải pháp thực hiện bảo tồn, phát huy di sản, tổ chức tập huấn, chuyển dạy, trình diễn các nghi lễ nhằm phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số. Để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại 1, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang tập trung phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị thành phố cũng đặc biệt chú trọng phát triển cây xanh đô thị. Nhờ đó, diện tích cây xanh tăng khá nhanh. Liên tục nhiều năm liền, thành phố được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là đô thị xanh sạch đẹp. Đây là những điều kiện căn bản để thành phố Lào Cai hướng đến mục tiêu thành phố trong rừng, rừng trong thành phố. Thực hiện chủ trương cải tạo và phát triển cây xanh đô thị, thành phố Lào Cai đã trồng mới và trồng dặm gần 1.000 cây xanh đường phố, hơn 500 cây xanh và 3.500 m2 thảm hoa thảm cỏ trong các công viên, tiểu công viên với tổng kinh phí đầu tư gần 40 tỷ đồng. Phố Lào Cai thì tôi thấy đi đâu cũng gặp những cái hàng cây xanh ở hè phố, những cái gia đình ở phố người ta cũng cảm thấy là ở thấy mát mẻ, thoải mái. Tại các tiểu khu đô thị, các chủ đầu tư cũng tuân thủ tốt quy hoạch đất cây xanh vườn hoa. Với những giải pháp đồng bộ đang triển khai, thành phố đang hướng tới mục tiêu tỷ lệ cây xanh đạt 15 m2 một người vào năm 2025. Mục tiêu trong giai đoạn từ đây đến 2025 thì thành phố nào cai Để đạt đô thị loại một ấy thì tỷ lệ cây xanh phải đạt từ 15 m2 một người trên người trở lên. Tỉnh đã chỉ đạo tất cả các cây xanh trong các khu các khu đô thị mới các dự án đang đang và sẽ triển khai thì đều được phê duyệt cụ thể hiện thực hóa mục tiêu thành phố trong rừng, rừng trong thành phố. Thành phố đang tích cực thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Năm 2008, Sơn La là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước thí điểm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ đó đến nay, chính sách đã từng bước đi vào thực tiễn của đời sống. Nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng của người dân, cấp ủy chính quyền cơ sở đã thay đổi rõ nét. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, tỉnh Sơn La đã huy động trên 1.700 tỷ đồng phục vụ quản lý bảo vệ phát triển rừng, tạo thêm việc làm từng bước cải thiện nâng cao đời sống người dân, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tổng thu dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2021 là hơn 1.646 tỷ đồng, bình quân hơn 164 tỷ đồng một năm. Trong đó 52 nhà máy thủ điện nhỏ lưu vực nội tỉnh đã thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng thu giai đoạn 2011-2021 là hơn 332 tỷ đồng, với 2.100 chủ rừng là cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị xã hội thuộc bản đang quản lý trên 350.000 hecta rừng, đã được chi trả dịch vụ môi trường rừng 3 năm gần đây từ 100 đến 130 tỷ đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên, nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 13.000 người. Đến hết tháng 8 năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt trên 13.000 người, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 30.000 người, chiếm gần 8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Thời gian tới, bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên sẽ phát huy tốt tối đa các kênh đại lý trong việc tuyên truyền, kiên trì, bền bỉ vận động theo hình thức đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hóa các hình thức phương thức nhận hồ sơ trả kết quả thu tiền đóng chuyển tiền đóng vào quỹ tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tao mắt chuyển động hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt.